Hi, xin chào các em đã đến với kênh Ngôi Nhà Trẻ Thơ. Hôm nay chị Lân sẽ hướng dẫn các em làm giỏ đựng đồ cho búp bê. Giỏ này các em có thể đựng rau củ, hoa quả hoặc bánh mì cho búp bê đều được. Các em cần có những dụng cụ sau: dây thừng, một quả banh tròn, một cái chai có đáy hình vuông, màng bọc thực phẩm, cuối cùng là keo sữa. Dụng cụ chị Loan đã chuẩn bị xong rồi, giờ thì chị em chúng ta cùng làm nha. Đầu tiên chị Loan sử dụng cái chai có đáy hình vuông và màng bọc thực phẩm. Chị Loan sẽ bọc phần đáy chai lại các em. Sau khi bọc xong, chị Lân sẽ dùng dây thừng quấn phần đáy chai để tạo thành một cái giỏ. Trong thời gian chờ keo sữa khô, chị Loan sử dụng một quả banh tròn làm cái giỏ thứ hai. Chị Loan dùng màng bọc thực phẩm bọc quả banh tròn lại. Cũng sẽ dùng dây thừng quấn quanh các bạn. Sau khi keo sữa đã khô, chị Lân sẽ gỡ ra các em. Chị Lân sử dụng một sợi dây thừng để làm phần tay cầm cho chiếc giỏ. Mời, video của chị đến đây đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em ở những video sau. Các em hãy bấm thích và đăng ký kênh của chị nha. Bye bye các em.